chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Hiện nay, Wano đang diễn ra sự kiện trọng đại, một lễ hội để chúc mừng cho sự kiện hai băng hải tặc lớn nhất thế giới liên minh với nhau, băng Big Mom và băng bách thú Kaido. Ở ngoài cổng Unigashima, Kid Đồng Nát bắt đầu một hành động solo một cổng. Điều này khiến Ruffy sợ Kid làm hỏng kế hoạch nên đã một mình đuổi theo. Thánh lạc đường Zoro xung phong đi tìm Ruffy để ngăn thuyền trưởng của mình phá phách. Hôm nay, mình có một thông tin tiết lộ mới nhất về One Piece chương 980, rất nhiều chi tiết hay về thú vị liên quan đến anh Lù, Thánh Đi Lạc cũng như Kid Đồng Nát. Vậy One Piece chương 980 sẽ có những chi tiết nào được tiết lộ? Hãy cùng chúng mình đến với spoiler mới nhất nhé. Cảm ơn hội những người ăn ngủ của One Piece trên Facebook đã cung cấp những thông tin mới nhất về spoiler của chương 980 cho chúng ta xem. Thứ nhất, sau khi chứng kiến đám lâu la băng Kaido đổ chè mochi đậu đỏ đi thì Ruffy nổi xung lên và ra tay trừng trị. Vào cuối chương 979, kết thúc với hình ảnh Ruffy rất giận dữ, Ruffy có vẻ tức giận vì đám lính của Kaido đang phung phí thức ăn và muốn mang chỗ thức ăn bẩn vứt ra cho những người dân tại Wano và lấy đó làm niềm vui. Nét mặt của Ruffy càng ngày càng biến sắc trước hành động phí phạm đồ ăn của đám lính và đúng như bản tính cương trực của mình. Ruffy đã nổi xung lên và lao vào đập tan đám lính Kaido một trận cũng như gây náo loạn bữa tiệc. Thứ hai, không rõ Zoro chui từ đâu ra nhưng thấy Ruffy tức giận như vậy, Zoro định can ngăn. Nhưng khi thấy nồi chè đậu đỏ bị đổ thì Zoro cũng nộ khí xung thiên và nhảy vào chung vui theo Ruffy. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Thánh Đi Lạc Zoro lại tìm thấy được người anh ta cần tìm. Có lẽ vì hệ thống định vị của anh ta đã được tác giả Oda update phiên bản mới đúng với mục đích tìm người. Nhờ vậy thì Zoro đã tìm được thấy Ruffy. Và đúng như những gì Law đã dự đoán, thay vì ra tay ngăn cản Ruffy để lộ kế hoạch, Zoro lại ủng hộ anh Lù, đồng thời nổi giận trước việc đám lính của Kaido phung phí thức ăn. Có vẻ như việc chứng kiến sự khổ cực, đói nghèo của người dân Wano cũng khiến Zoro không giữ được bình tĩnh và cùng Ruffy quyết tâm dạy dỗ cho đám lính của Kaido một bài học nhớ đời. Thứ ba, Apo phát hiện ra vụ việc và cấp báo về cho Queen. Thánh tấu hài mới của chúng ta, Queen bề ngoài nhìn hài hước là vậy, nhưng thực tế lại là một người rất mưu mô và đầy tính toán. Có vẻ như Queen bệnh dịch đã biết việc một số người trong nhóm Flying Six đã nhận lời của Kaido đi tìm Yamato và đổi lại họ sẽ được thách đấu một trong ba thành viên của Ukaban để thăng chức. Queen rất ngứa mắt với một người trong Tobi Roppo và muốn đá đít kẻ này đi. Nhân cơ hội này, Queen tuyên bố sẽ trao vị trí của Tobi Roppo đó lại cho ai bắt được Ruffy và Zoro. Thứ tư, sàn diễn của Apo. Chap 980 này xem ra là một màn chào sân của Apo với chiêu thức chiến khúc. Chiêu mà Apo dùng trong chap này giống với lúc tấn công Kizaru ở Sabaody. Lần này thì Apo dùng chiêu đó đối đầu với Ruffy và Zoro. Do năng lực của Apo quá quái dị nên Ruffy và Zoro đều bị đả thương và tạm thời bị lấn át. Dù vậy thì sau đó Ruffy và Zoro đều vẫn khỏe cả, chủ yếu là bị mất đi bộ đồ cải trang. Thứ năm, băng Kid bắt đầu hành động. Trong khi Ruffy đi tìm Kid và đang cùng Zoro dễ dỗ đám lính phung phí thức ăn của Kaido, thì Kid Đồng Nát lại đang thực hiện kế hoạch của riêng mình, đó chính là tranh thủ lúc Ruffy gây rối để đột nhập vào bên trong đảo Uni. Tuy nhiên, Kid và Killer lại trông thấy vụ ẩu đả của Ruffy, Zoro và Apo. Kid lại sôi máu lên, muốn xông vào xử tên Apo, Killer cố gắng ngăn cản. Cuối chap là màn chào hỏi của hai người bạn cũ lâu ngày mới gặp nhau, Kid mở combat với Apo, mãi bên nhau bạn nhé. Trên đây là tóm tắt nhanh One Piece chương 980 mà mình đã tổng hợp được. Chương đầy đủ sẽ ra mắt vào ngày mai hoặc ngày kia, tuần sau tạm nghỉ không có chuyện. Hãy cùng chờ xem và phân tích sau nhé.